Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắt Vàng. Video này thì giới thiệu với các bạn một cái lô mai rừng Phú Yên mới về nha các bạn nha. Cây okay, ngày hôm nay thì cũng khá khá rồi các bạn. Đầu tiên là mã P19.1. Đây là một cái phôi có hoành ngang cổ đế là 37, chiều cao là 40-50, hoành 37, chiều cao 50. Phôi này giao lưu anh em mình ngày hôm nay với giá là 400.000, giá bao gồm phí vận chuyển là 400.000 ha các bạn. Anh chị em nào yêu cái phôi này thì liên hệ nha, Mai Rừng Phú Yên hàng mới về nha, mới về hàng nóng hổi, hoành 37, chiều cao 50. Mấy cái đầu mà cắt về anh em cắt vô, bỏ vô tầm 2 phân ha, cho nó êm nha. Tiếp theo là một cái phôi cũng khá là hầm hố nha, hoành ngang cổ đế là 35. Anh em để cái thế này cũng được, hoặc là mình lật lại cái thế kia cũng được. Cây nó có một cái phần nó lủa lủa thép các bạn. Nếu mà các bạn lật nó xuống thì nó ra được cái dáng thú, nhìn cũng hay hay. Hoành 35, chiều cao từ cổ đế lên là 35. Hoành 35, chiều cao từ cổ đế lên 35. Bên trên này thì nhỏ hơn nha, bên trên thì đã tầm khoảng 30. Anh em lật lại như vậy thì nó có chân hơn. Phôi này thì giao lưu anh em mình với giá là 300.000, giá bao gồm phí vận chuyển là 300 ha. Tiếp theo là mình đến với mã số 3. Mã thứ 3 là một cái phôi có hoành ngang cổ đế là 29, chiều cao từ cổ đế lên là 36, mấy chân rễ nha. Cây nhìn cũng khá là hay. Nếu mà mình trồng 4 chân thì mình cắt lại cái đầu cho nó gọn lại chút xíu thì nó sẽ nhìn nó hay hơn. Còn nếu mà các bạn trồng trồng cái thế dáng như bò cạp thì mình cắt ngắn cái đầu rồi ha. Phôi này giao lưu anh em mình với giá là 300.000 ha, giá đã bao gồm phí vận chuyển là 300. Tiếp theo thì mình đến với mã số 4, một phôi có hoành cũng nhỏ thôi các bạn, hoành 29, chỗ này là lát da hoành 29. Mấy cây mà khai thác không bầu thường thì cái độ lát da nó cao nên anh em thông cảm nha. Hoành 29, chiều cao từ cổ đế lên là 34. Phôi này thì giao lưu anh em mình với giá là 250.000, giá bao gồm phí vận chuyển là 250k ha. Anh em nào yêu thì liên hệ. Hoành 29, chiều cao 34, 250.000. Tiếp theo là một cái phôi có chân rễ cũng khá là duyên ha bạn, chân rễ khá duyên giống như con thú vậy. Hoành 25, chiều cao từ cổ đế lên là 36. Cây này nó có mấy chỗ rễ nó bị trầy hơi nặng, thử ra là anh em về xử lý nó sẽ hơi kỳ công tí xíu. Tổn thương hơi bị nhiều hơn. Hoành 25, chiều cao 36. Phôi này giao lưu anh em mình với giá là 250.000, giá bao gồm phí vận chuyển là 250.000 ha. 250.000 cho mã số 5 này nha các bạn. Cây này cũng rất là duyên. Hoành 25, chiều cao 35. Chiều cao từ cổ đế lên là 35. Tiếp theo là mã số 6, một phôi dáng gần như thú luôn. Hoành ngang cổ đế là 40, chiều cao từ cổ đế lên là 30 49. Cây này anh em cắt ngắn cái đoạn trên lại thì nó sẽ đẹp hơn. Về anh em cắt lại nha. Hoành 40, chiều cao 49. Rồi phôi này thì giao lưu anh em mình với giá là 450.000. Cây nó có cái bẹ rất là, nhìn nó rất là to các bạn. Hoành 20, hoành 40, chiều cao 49, 450.000, giá đã bao gồm phí vận chuyển cho anh em mình nha.
Hoành 40, chiều cao 49, 450k. Tiếp theo là mình đến với một cái phôi chân dài. Chân dài 99. Cây chân dài 99. Cây này anh em thích để cao để rồi để ngắn lại cũng được. Hoành ngang cổ đế là 22. Mình thích ngắn thì mình cắt cái đoạn từ cái cổ rễ xuống là vừa các bạn. Bỏ luôn cái thớt trên. Trên này lũa thép, bên này lũa. Một tí bên kia nó có một cái chỗ lũa nữa. Mình cắt từ cái rễ bắt dưới cái rễ đó mình cắt ngang là mình lấy cái chân rễ chân dưới là đẹp hơn các bạn. Bên này nó có một cái chỗ lũa nhẹ nó ha. Nhỏ này. Dưới thì nó có mấy chỗ nó trầy. Hoành 22, chiều cao 99. Coi này giao lưu anh em mình với giá là 250k. Anh em nào yếu thì liên hệ nha. Mai rừng Phú Yên ha. Tiếp theo mình đến với mã cuối cùng các bạn. Mã cuối cùng là một cái phôi ôm đá, cấn đá. Hoành ngang cổ đế là 36. Chiều cao từ cổ đế lên là 40. Tổng chiều cao của phôi này tầm khoảng 80cm. Chỗ này nó cấn đá ha, lũa ở chỗ này ha. Chỗ này thì nó ôm đá. Nhưng mà khả năng là nó rớt ra cao. Hoành 36, chiều cao 40. Phôi này giao lưu anh em mình với giá là 400.000. Giá bao gồm phí vận chuyển là 400 ha các bạn ha. Anh chị em nào yêu thì liên hệ nha. Cây này mấy chân rễ này anh em chơi hình thú thì anh em cắt lại ha. Hòn đá thì cũng có nịch keo này kia lại rồi, nhưng mà để mà trong quá trình vận chuyển thì nó dễ nó bị xúc ra nha các bạn. 400 ha. Anh em nào yêu thì liên hệ nha. Nếu mà nó có xúc ra thì anh em chịu khó gắn lại. Còn rễ cái cục đá trên thì chắc ăn là nó dính à. Dính khừ à. Còn cục đá ở dưới thì không có chắc ha. Để em thôi rồi nó dễ mít lòng nhau. Thôi, mai ôm đá mà mai chỗ đá ăn chỗ thì tội lắm nha. Rồi chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúc các bạn luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Chào và hẹn gặp lại các bạn.